Hey buddy, mình là Hoàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video về Yourphone và ứng dụng này sẽ có mặt trên chiếc Note 9 của mình cũng như là trên chiếc máy tính Windows 10 của mình. Thì cùng theo dõi video về Yourphone nhé. Bắt đầu nào. Ok, Yourphone là gì? Yourphone là một cái ứng dụng kết nối giữa một thiết bị di động với lại một cái máy tính Windows 10. Thì Yourphone được xem là một trợ thủ đắc lực giúp bạn có thể trải nghiệm được cái điện thoại của mình ngay trên cái máy tính mà các bạn đang sử dụng. Thì nó dùng để theo dõi các thông báo nè, cũng như là dễ dàng chuyển đổi dữ liệu giữa cái điện thoại của bạn với lại cái máy tính Windows 10 một cách nhanh chóng mượt mà các bạn không cần sử dụng những cái sợi dây cáp hoặc là những cái công cụ khác. Để sử dụng Yourphone, các bạn sẽ có hai yêu cầu. Một là trên máy tính của bạn đang sử dụng Windows 10 và tải ứng dụng Yourphone về máy. Nếu các bạn chưa có thì các bạn có thể vô Microsoft Store để tiến hành tải về. Điều kiện thứ hai là cần có một chiếc điện thoại và trên đó có cả sẵn ứng dụng Yourphone. Và với cái điện thoại mà sẽ cũng chia thành hai nhóm luôn. Nhóm đầu tiên là đối với các thiết bị Samsung, ví dụ như chiếc Note 9 của mình hiện tại, thì Samsung đã kết hợp với Windows để cài đặt sẵn ứng dụng Yourphone này trực tiếp vào máy. Thì các bạn chỉ cần kéo thanh thông báo xuống và chọn cái mục là Link to Windows và các bạn có thể sử dụng trực tiếp Yourphone trên thiết bị của mình. Nhóm thứ hai là các điện thoại khác, bao gồm cả những cái dòng Android, Samsung giá rẻ hoặc là những cái thiết bị của các hãng Android khác và trên iOS, thì các bạn cần lên CH Play hoặc App Store để tải ứng dụng Yourphone này về máy và chúng ta sẽ tiến hành sử dụng. Yourphone làm được gì? Có bao giờ các bạn xem thông báo của điện thoại ngay trên chiếc máy tính của mình? Bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn, cuộc gọi hay thông báo nào nhờ ứng dụng Yourphone. Mọi thứ diễn ra mượt mà giữa Samsung và Windows. Đặc biệt, mình có thể thực hiện cuộc gọi ngay trên ứng dụng Yourphone. Đơn giản là các bạn chỉ cần mở Yourphone lên, chọn mục Call và tiến hành quay số để thực hiện cuộc gọi và trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng mỗi khi có thông báo tới. Nhưng có một vấn đề là hiện tại Yourphone chưa đồng bộ được tất cả thông tin liên hệ giữa điện thoại và máy tính của mình. Mỗi lần có tin nhắn hoặc cuộc gọi đến thì nó chỉ hiển thị số thôi, chứ không phải là hiển thị những cái tên mà đã lưu sẵn trong thiết bị. Thì mình hy vọng Microsoft sẽ sớm fix lỗi này và đồng bộ được những cái tên, những cái thông tin liên hệ để mình dễ dàng mình thực hiện một cách trơn tru cuộc gọi hoặc tin nhắn đến. Điều tiếp theo, mọi hình ảnh mình sử dụng tính năng screenshot trên chiếc Note 9 của mình sẽ đều được đồng bộ một cách nhanh chóng không qua ứng dụng Yourphone, và mình dễ dàng mình lấy những hình ảnh này gửi cho bạn bè của mình hoặc là dùng để save note lại những cái nội dung liên quan đến hình ảnh đó. Ngoài khả năng đồng bộ thì Yourphone sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm là kéo hạ copy các file giữa hai thiết bị với nhau một cách nhanh chóng mà các bạn không cần sử dụng cái dây cáp một cách lằng nhằng như thế này nữa. Tuy nhiên, tính năng này sẽ có giới hạn, một lần thao tác các bạn chỉ kéo được 100 file và trong đó không có file nào tối đa là 512 MB. Tiếp theo là về việc điều khiển nhạc. Mình có thể điều khiển bất kỳ ứng dụng lấy âm nhạc nào trên chiếc điện thoại Note 9 của mình một cách dễ dàng. Ngoài ra, mình có thể bật tắt hoặc lấy những bài hát mà mình yêu thích ngay trên ứng dụng Yourphone. Ok, tính năng cuối cùng đó là Phone Screen. Thì đây là cái tính năng vô cùng đặc biệt mà Yourphone mang lại. Mình có thể sử dụng bất kỳ một cái app nào trên chiếc điện thoại của mình thông qua ứng dụng Yourphone. Thì với tính năng Phone Screen thì nó cũng tương tự giống như một cái chiếc remote để điều khiển cái điện thoại của mình thông qua máy tính. Ở một app, Yourphone liệt kê tất cả các ứng dụng mình đã cài trên chiếc Note 9 và mình chỉ cần mở ứng dụng đó và mình sử dụng trực tiếp ngay trên màn hình máy tính luôn. Việc sử dụng tính năng này, mình sẽ có hai chế độ. Một là mình sẽ hiển thị cả hai màn hình điện thoại và máy tính luôn. Chế độ thứ hai đó là bạn chỉ hiển thị ở máy tính thôi và không hiển thị trên màn hình điện thoại của mình. Lúc này trên điện thoại sẽ hiển thị giao diện là liên kết với Windows. Để tiết kiệm pin hơn thì mình nghĩ các bạn nên lựa chọn option thứ hai hơn là so với việc mà các bạn sử dụng cả hai màn hình cùng một lúc. Ok, thì đó là tất cả những gì mà muốn chia sẻ cho các bạn về ứng dụng Yourphone đang có mặt trên chiếc Note 9 và chiếc máy tính Windows 10 của mình. Ngoài ra, Yourphone còn có thể trải nghiệm được trên iOS luôn. Tuy nhiên, trên hệ điều hành này, Yourphone sẽ có những cái mặt hạn chế và những cái hạn chế đó như thế nào thì mình chưa trải nghiệm thực tế nên là mình sẽ không chia sẻ ở video lần này. Thì các bạn có thể trải nghiệm thử Yourphone trên thiết bị của bạn và comment cho mình những cái trải nghiệm của bạn ở dưới video này nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Thì nếu thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một like cũng như là một subscribe nhé. Và đừng quên follow mình trên Instagram, mình sẽ để đây. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.